con nai là một loài động vật quen thuộc trong dân gian Việt Nam. Nai được coi là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc, hiền lành và trong sáng. Mơ thấy con nai đang gặm cỏ, đây là điểm báo tốt, cho thấy bạn sẽ có cuộc sống sung túc, an khang và hưởng được nhiều phúc lợi. Mơ thấy rất nhiều con nai ở một chỗ, đây là điểm báo xấu, cho thấy bạn sẽ gặp phải một sự cố không mong muốn. Với người trong nhà mơ thấy con nai trong rừng, đây là điểm báo về sức mạnh và năng lực của bạn. Bạn có thể tự tin về bản thân và đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Mơ thấy con nai ở trong nhà, đây là điểm báo về tình yêu mới. Bạn sẽ gặp được một người bạn đời thông minh, thân thiện và nhạy cảm. Mơ thấy con nai mang con số may mắn nào. Nằm mơ thấy con nai 4 và 68, ngủ mộng thấy con nai ăn cỏ 76 và 63, ngủ thấy chân nai bị thương 39 và 36, nằm mơ thấy hai con nai tấn công nhau 99 hoặc 53, mơ thấy rượt đuổi bắt nai đánh 11 và 34, nằm mộng thấy con nai con là 24 và 39. Like và subscribe cho sổ mơ official để tìm hiểu thêm nhiều giấc mơ thú vị hơn nữa.